Chỉ một dòng đăng tải trên Facebook tìm kiếm homestay cho chuyến du lịch ở Đà Lạt. 5 phút sau, bạn sẽ có ngay không phải một mà hàng chục câu trả lời. Mỗi câu trả lời là một giới thiệu về homestay với những tên gọi mà nhìn vào đã thấy ngay rất độc và rất lạ. Đường Triệu Việt Vương thành phố Đà Lạt, con đường của những homestay. Thậm chí nhiều đoạn đường vài mét là gặp ngay một homestay. Khoảng 2 năm gần đây thì gần như homestay là mọc lên gọi là như nấm luôn, rất là nhiều. Hầu như người ta đầu tư vô Đà Lạt bây giờ họ không đánh vô cái mảng khách sạn nhỏ hoặc là nhà nghỉ nhỏ nữa, mà người ta chấp nhận bỏ thêm một chút xíu nữa cái gu hoặc là cái style, người ta đầu tư homestay. Con số mới nhất từ cơ quan chức năng tại thành phố Đà Lạt có không dưới 250 homestay, tương ứng với 2.000 phòng lưu trú. Số lượng homestay chiếm đến 1/4 cơ sở lưu trú hiện có tại thành phố du lịch Đà Lạt, nhưng không nhiều homestay thực hiện đúng quy định đối với kinh doanh lưu trú. Điều quan tâm hàng đầu là liệu các homestay có đảm bảo an toàn cho du khách hay không. Nhiều homestay xây dựng chạy theo tiêu chí lạ mắt nên đã sử dụng vật liệu không đảm bảo an toàn đối với một cơ sở lưu trú. Đó là chưa nói, việc đảm bảo an ninh cho du khách ở homestay gần như bỏ ngỏ đối với những homestay chưa được cấp phép mà vẫn hoạt động. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái phối hợp với chính quyền địa phương để có cái định hướng và yêu cầu phải chấp hành theo quy định của pháp luật, ví dụ như là về vấn đề về xây dựng cơ bản, các cái điều kiện về phòng cháy chữa cháy, các điều kiện về đảm bảo cái an ninh trật tự. Vào lúc này, cơn sốt xây dựng homestay vẫn chưa được dừng lại ở Đà Lạt. Những dòng chữ như thế này xuất hiện ở những nơi cách xa trung tâm thành phố, nơi được cho là lý tưởng để hình thành homestay. Bởi vậy, nhiều người cho rằng homestay cần được tăng cường quản lý trước khi quá muộn, nếu không dễ bị phá vỡ môi trường kinh doanh du lịch đúng pháp luật và có văn hóa.